cho mà cậu được thành thời đủ duyên dạ yeah, nam mô Độc phật cảm ơn cô năm dạ tiếp theo là cô mai thị hoa dạ yeah, mai thị hoa ở bên mỹ mai duyên trần gian ý tâm thiên lòng tư lát ngang mùi qua tươi thắm chờ duyên gieo gấm tươi nhân tình thương cô qua ơi đạo đức kiên cường dù cho khó khổ nhưng vẫn thương người nghèo là dạ nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô di đà phật dạ tiến dũng và cô năm Thân ái kính chào tất cả quý vị và ngày hôm nay sau khi cô cháu đã đi qua bên xã an nông huyện tịnh biên để hỗ trợ cho bà con khó khăn ở bên địa phương 100 trăm phần quà thì hôm nay tiến dũng có nhận được những cái phần thiện tài của tất cả các cô chú anh chị đã trợ duyên giúp cho cô năm để cho cô năm mua những cái phần thực phẩm và rau củ để nấu cơm chay và phát từ thiện cho bà con cũng như là những phần rau củ cô năm ngoài ra mỗi khi phát quà thì cô năm cũng có kèm theo để mà phát tặng cho bà con khó khăn và đặc biệt hơn nữa là cô năm đã có gửi đến các xe từ thiện chở những cái phần rau củ quả lên Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh để trợ giúp cho bà con ở phương xa nữa thì thưa cô năm hôm nay con nhận được tổng số tiền của các anh chị hỗ trợ với cô Năm là 31 triệu 075 ngàn. Thì số tiền này để cho cô Năm tùy duyên sử dụng và công việc từ thiện của mình hiện nay là đều tất cả giúp cho bà con xa gần. Dạ, Hi, dạ thưa cô Năm. Thì người thứ nhất đó là em Lon ở bên Đài Loan hỗ trợ với cô Năm là 500 ngàn. Người thứ hai là một mạnh thường quân chuyển khoản tài khoản Sa Cam Băng vào ngày 21 tháng 7 tên là Cẩm Hồng Quỳnh. 500.000 ủng hộ cô Năm Thảo. Người thứ ba là à Mạnh Quân chuyển khoản tên Phan Kim Ngọc à, vào ngày 22 tháng 7 500.000 à, trợ duyên với cô Năm là 500.000 của chị Phan Kim Ngọc. Và thứ tư là Zalo của chị Thanh Thanh ở thành phố Hồ Chí Minh à chuyển khoản 2 triệu, trợ duyên cô Năm 1 triệu và cô Hài Lý 1 triệu. Người thứ năm là chuyển khoản tên anh Nguyễn Khắc à, Sinh Nhật ủng hộ 2 triệu và tên này con nghe con cũng hơi thèm bánh kem của con năm ha ừ. và nguyễn ừ. khắc sinh nhật và 2 triệu là trợ duy của năm à, anh có ghi là ở ở gì c tam bình thạnh gì đó ở thành phố hồ chí minh và à, tiếp theo người thứ sáu là mạnh thường quân chuyển khoản tên là trần thị tuyết nhung trợ à, duyên với cô năm là 500 trăm ngàn và người thứ bảy là một cô ẩn danh ở bên mỹ À, vừa qua cô có gửi cho Tiến Dũng là 900 đô, trợ duyên với chú Sáu Mâm là à, 500 và chú Ba Hùng ở nhà thuốc 400 thì hôm nay cô lại tiếp tục ẩn à, danh gửi trợ duyên với cô Năm là 300 đô. 300 đô đổi à, chuyển khoản qua tiền Việt Nam Vì là 6.875.000 triệu người thứ 8 là Zalo của chị Nguyễn Thị Lý trợ duyên của cô Năm 1 triệu, người thứ 9 là chị Ngân Phạm ở bên Mỹ à, chuyển khoản 2 triệu. Người thứ 10 là Zalo của Nguyễn Toàn à, chuyển khoản 200 000 để trợ duyên với cô Năm. Người thứ 11 là anh Lê Minh Hiếu chuyển khoản dùm anh Lê Đức Đạt 1 triệu đồng. Người thứ 12 là em Trần Thục Vi là con của cô Lê Nga à, chuyển khoản 1 triệu trợ duyên với cô Năm làm từ thiện. Người thứ 13 là Zalo à, của bạn Đoàn Ngọc Sơn À, chuyển khoản 1 triệu Người thứ 14 là Zalo của Hồng Quang Nhật à, Chuyển khoản dùm cho Trần Thị Gái, Lê Thị Ngọc Thủy Và Lê Hồng Yến Lê Hồng Yến Ngọc à, Số tiền 1 triệu rưỡi Của à, ba vị mạnh thường quân Dạ, à, tiếp theo à, Người 15 là Zalo của chị Ken Ly Nguyễn ở Đà Nẵng Trợ à, duyên với cô Năm là 2 triệu mới người thứ hai. Dạ, dạ, không sao hả không sao sao? Con đọc rồi, con cắt bên kia Dạ, dạ. dạ. À, dạ tiếp theo là người thứ 15 Zalo cô của chị Ken Lê Nguyễn ở Đà Nẵng Trợ duyên với cô Năm là 2 triệu Và người 16 là cô Facebook Ngô Liên Thanh Ở bên nước ngoài trợ duyên với cô Năm là 9 triệu rưỡi Và người 17 là em Lon ở bên Đài Loan à, Gửi dùm bạn à, tên là Quỳnh Thị Kim Bông à, 2.000 đài tuệ À, bằng tiền Việt Nam là 1 triệu 650 ngàn thì tổng số tiền của 17 vị mạnh thường quân ngày hôm nay tiếng Dũng nhận được là 32 triệu 7 725 ngàn và dạ, cô xin trao cho cô năm số tiền này là của tất cả các anh chị và dạ, Nam Mô Đạo Phật, Di Đà Phật. À. Di Đà Phật. cô năm xin cảm niệm công đức của tất cả 10, 17, 16, 10, và 16. 16 vị mạnh thường quân đã đồng tâm hiệp lực với cô năm để tạo một cái nhân duyên đạo pháp và xây dựng nền đạo đức của chánh pháp là thể hiện lòng từ bi và lòng bồ tát của mình để giúp đỡ nhân sanh giúp đỡ bá tánh trong lúc khó khăn hiểm nguy này thì cái tình cảm thiên liêng giúp đúng nơi đúng lúc là nó hết sức là giá trị quý vị một miếng khi đói bằng một gói khi no của ti tơ tóc mà nghĩa so nghìn trùng đây là một tấm lòng thiên liêng cao thượng mà là một trách nhiệm của các vị có hạnh bồ tát sẽ là bồ tát tương lai mong rằng cái hạnh đức này luôn luôn ở các vị là thể hiện và xây dựng để bền chắc để sau này các vị cũng sẽ là bồ tát tương lai. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, nam mô -đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, tiếp theo thì con xin kính mời cô Năm ngâm những văn thơ pháp để tặng lại cho các anh chị như sau. Thứ nhất là em Loan ở bên Đài Loan. Dạ. Hiền duyên đạo đức quanh vàng Loan là phụng hảo thiên đàng Ngọc ân kim loan là trách nhiệm duyên phần Là phụng nghi mẹ mẫu duyên trần từ bi chúc cho lo được quyền di phúc duyên dẫn truyền lòng từ bi giúp đời mong sao mẹ đất cha trời giúp người đạo đức giấy thời bình an. Dạ nam mô đà phật. Dạ cảm ơn cô năm. Dạ cảm tiếp mời theo là hả? người thứ hai là chị cẩm hồng quỳnh. Dạ cẩm hồng chắc quỳnh. Chắc là quỳnh cẩm hồng. Đó. Dạ chắc là quỳnh cẩm hồng. Dạ. duyên gieo quỳnh đạo thầm tình nhân hồng quang đức độ độ duyên phần cầm nang gợi ý duyên thân thương người khó khổ phúc phần gợi ban cô cầu với cạnh tây phan với mười phương chư phật chừng lòng tự cầm năng hồng quang đạo pháp nghĩa vàng từ bi giúp đỡ người cơ hàng xót thương thay lời muốn nói kiến cường cảm ơn cô đã xót thương người nghèo dạ yeah, cảm ơn cô năm yeah. tiếp theo là chị phan kim ngọc dạ yeah. phan duyên ngọc hạnh kim đòi giống lành hạnh đức liên đài màu nghi đọc qua tên cảm thấy diệu di nhìn như con mẹ <laughs> đang thi kỳ này xin trên cha mẹ tổ thầy chứng minh cho kim ngọc phước đầy duyên thiên để cô đủ đức đủ duyên giúp người đức hạnh căn tiền từ đây dạ nam mô đà phật cảm ơn cô năm và dạ, tiếp theo là chị thanh thanh ở thành phố hồ chí minh nghe tên như viên di, đức y nhiễm mau người đau thanh thanh là lòng tâm bác ai từ bi phụ đại phước ban tạo duyên ân thiên sinh cầu xin phước duyên cho gia đình cô mà thanh thanh lòng từ bi bạc ai phúc duyên đệ đai cô nhân cơn khổ đau mong trên trời cao chứng minh tâm lành phúc thành đạo viên để cho cô có phước điền ban gắn bó giúp nhân đang khổ đau dạ nam mô Đa phật cảm ơn cô năm dạ thờ. tiếp theo là uh, anh uh, nguyễn khắc sinh nhật và yeah mai tính con ừ. về đi mai tính nguyện viên giống lạc hồng bàng đến giờ phải hướng giúp tay nàng nhân sanh Việt Nam là gốc đạo thành là duyên đạo đức là phước lành rộng tiên hôm nay họ nguyện tạo nhân duyên phước đền cứu độ người hiền khó khăn nam mô oh. Đại phật cảm ơn cô năm và tiếp theo là chị trần thị tuyết nhung dạ tuyết dân phụ khắp bốn phương nhung duyên gốc hành kiên cường vì nhân sẽ chia với đức độ ân giúp người khó khổ tinh thần từ bi lạc quan cảnh đạo vô vi thấu duyên thương thế mà từ bi giúp trần cầu xin cha mẹ chuyển phước phần cho cô được độ tinh thần vì nhân dạ yeah, cảm ơn cô năm và dạ, tiếp theo là nguyễn linh và yeah pháp danh là quan thiện quan viên thiền căn hô viên kỳ này nương lời thấy tu từ bi bạc ai tiền đem phú đại giúp cho đời no hôm nay vào một buổi chiều chưa trắng còn tỏ sáng thấy nhiều điều đau thương nhưng nhờ bốn bề thập phương thương người giúp đỡ bằng tình thương đối lòng đợi cho các vị đang trong cái mùa dịch bệnh đôi lòng chờ mong hôm nay các vị đã mờ thăm hướng về người khổ gieo lòng từ bi Cảm ơn phúc hạnh cậu đã ghi Thương người lấy tự bi Giúp người mong trên cha mẹ chứng lời Cho mà cậu được thành thời đủ duyên Dạ, yeah, Nam Mô Đạo Phật, cảm ơn cô Năm Dạ, tiếp theo là cô Mai Thị Hoa Dạ, yeah, Mai Thị Hoa ở bên Mỹ mai duyên trần gian ý tâm thị hiền lòng tư lát ngang mùi quà tươi thăm chờ duyên gieo gấm tươi nhân tình thương Cô qua ơi đạo đức kiên cường Dù cho khó khổ Nhưng vẫn thương người nghèo Làm ăn cũng nhiều cành nách teo Nhưng có rồi nhớ đến Người nghèo khó khăn đây là cái cảnh phải chờ chăng dịch đang bùng phát thì tâm can nào yên lòng vì từ bi bắt cai linh thông người tu gieo cảm đại đồng vì nhân sanh hôm nay cô đã tâm lòng thành từ bi và cai cô dành đồng ngân gửi cho ba tanh muôn dân ít nhiều nghĩa ý, tình thân đại đồng cảm ơn cô đã sẵn lòng thương người đấu nghị bên trong việc gì cứu người là việc từ bi lòng hành đạo đức quyền di cô hành cảm ơn cô đã có lòng thành giúp người khó khổ cô để dành tạo duyên chúc cô đặng được phước điền ngàn năm muôn thở đặng duyên đại đồng nam mô đà phật và dạ, cảm ơn cô năm và tiếp theo là chị nguyễn thị lý ở thành phố hồ chí minh Ly ơi đạo đức giáo truyền Lời thầy lời mẹ là thanh hiền mấy cứu nhân Tuy rằng không phải người thân Nhưng mà chúng tộc xa gần cũng thương Nên con gửi đến các phương Đồng xa có nói mà tình thương đau màu thương người khó khổ dùng sâu thương người khó khổ nói nhịp cầu ái nhân nghe tin trên cảnh xa gần nhịp cầu tân dụng là tinh thần con thương dạ yeah, cảm ơn cô năm tiếp theo là chị Ngăn Phạm ở bên Mỹ dạ yeah ngân sâu ly hạnh tiền đề phạm duyên đề thịt chương đề từ bi hôm nay ngân phạm diệu di bỏ tình vào việc thiện để cứu nguy nhân lành Cảm ơn con đã có tấm lòng thành Phạm Ngân giữ Duyên lành nơi nơi Để giúp cho ba tánh trong đời Khó khăn khổ sợ dậy thời Cùng vui nôi qua Cảm động ngậm ngùi vì trong tất cả đang lui cuối giúp trần ai ai cũng có tinh thần ai ai cũng có phước trần đề ban hôm nay tâm pháp đạo vàng giúp người khó khổ các hàng nam Dạ, yeah, cảm ơn cô Năm Tiếp theo là bạn Nguyễn Toàn Dạ yeah. Nguyễn thành chánh đạo cho toàn nhân Đức tâm viên hạnh Phúc trần toàn ơi Khắp nơi khắp chỗ khổ rồi do cơn dịch bệnh khắp nơi tham sầu cách ly không nói được gì đâu không tìm được thực phẩm để gói đầu ấm no giờ này mỗi phút chúng ta mỏi lo thương người canh khốn khổ sợ không qua dịch thời nên toàn ơi ráng dậy con ơi cùng cô tận dụng thương đời cô nguyên và dạ. tiếp theo là anh lê đức đạt tên nghe đầy đủ từ bi lễ duyên thư hành chu kỳ mương tam đức là đạt hết khỏi tường âm lý chân hành đạo việc làm thiên liêng xin dòng dõi gốc cổ quyền họ lê minh chân đức hiền đạt tâm nam mô đà phật cảm ơn cô năm và dạ, tiếp theo là anh à, trần tiếp theo là em trần thục vi và yeah, Trần Thục Vi Trần Duyên gieo cành bi từ Thục Duyên là hạnh đức dạng người Nữ nhi tâm trong sanh đạo từ bi Biết dình chặt giả gắn ghi phúc lành tạo duyên giúp đỡ trần sanh giúp người khó khổ lòng thành gợi trao bằng tiền tạo phúc cùng nhau để dự duyên đức độ giống đồng bào việt nam Cầu xin Đức thánh và Lam Chứng minh cho con được việc làm thành công Để con giúp được dòng dòng khó khăn Con tạo gieo trồng phước duyên Dạ, A-di-đà-phật Tiếp theo là anh Đòn Ngọc Sơn Dạ yeah đoàn viên hiệp anh bi từ cùng cô tuân dùng tạo nụ cười lúc khó khăn để dình chặt giả gốc căng sơn tiên ngọc quy dự bằng muôn năm tình thương con quá cao thăm giúp người trong cảnh đang lâm bình tình hôm nay cô gửi cô Trình xin trên thật tổ của mình chứng minh việc làm con đại sinh thương người giúp đỡ bằng tình nghĩa ân và cảm ơn cô năm và tiếp theo là chị trần thị gái thị hiền diễn thiên tại cảnh trần tuy đằng thân gái dần dự ân tư công lập hạnh phúc phần từ bi đạo đức duyên trần gái ơi cuộc đời phước hạnh thành thơi nhưng vì thương cảnh trong thời khó khăn cầu xin phật triển phước căn để con giữ được tâm bằng chân như Đúng người tu đạo không hư Duyên thành đạo đức trọn lành Xin trên mẹ chân lòng thành Cho họ trần tên gái phước lành bình an Dạ, yeah, cảm ơn cô Năm Tiếp theo là chị Lê Thị Ngọc Thủy chiều dân lê thư mong nhiều nước mà đem đến thì nhiều điều mát tươi rơi cho ba tanh được thời duyên lành thì thạch giúp đời quân tam thùy thanh đạo đức việc làm à, từ bi bác ai à, thanh làm cõi đời giúp người thật ý không bằng lời mà chỉnh tâm gieo cảm cho đời ấm no con ơi lượt sông thanh đo đưa người thay cảnh ấm no dịch này mong trên cha mẹ tổ thầy chứng minh cho con được từ đây an lành dạ yeah, cảm ơn cô năm tiếp theo là chị lê hồng yến ngọc dạ yeah. tên đẹp không năm ha tên nghe như dân chăng sáng soi phổ phương khắp đường tư phương dình tâm cao quý để ban bộ thi pháp thiên soi ngàn duyên tên con nghe cảm động liền mà như ánh sáng ạ cũng thiên phản hồi ráng đi đúng nghĩa là trăng soi từ bi càng lớn thì cũng ngôi cái càng nhiều chúc con đạt được nhiều điều để giúp đời trong cảnh sớm chiều khó khăn và dạ, cảm ơn cô năm và dạ, tiếp theo là chị Ken Ly Nguyễn và dạ, Ken Ly Nguyễn ở Đà Nẵng nguyện viên ken đúng lúc thời để xây tình đạo nghĩa giúp đời bình đau bây giờ con đã thương trao gửi quà giúp đỡ nơi nào cũng thương đó là nghĩa lý kiên cường là tình đạo đức mến thương vô vàng nương vào chân lý đạo vàng tình thương ba cái muôn ngàn lòng từ bi mong trên thầy tổ găng ghi sang sôi cho con được phục y vàng toàn Màu Nam giờ. mô Đà Phật Cảm ơn cô Năm và tiếp theo người cuối cùng là à, em Quỳnh Thị Kim Bông và yeah. Bông hoa đẹp xinh cũng trên mẹ hiền màu ma mà kim thiên dần diện chuyển qua Quỳnh quang con đã sang tâm hương tử bi cùng thiên sinh mẹ ghi chứng minh còn hiền quỳnh ma kim bông dòng viên kim màu ngày nay con tàu kinh sơn màu nghi và dạ, còn người dạ. sót lại của năm cô ừ. Ngô Liên Thanh và dạ, cô ừ. Ngô Liên Thanh ở bên uh, nước ngoài và dạ. Ngô Đồng duyên ý thanh cao có ngô thì tất cả nơi nào cũng no Dông lành đầy đủ đức cho ngô duyên tạo phúc để lo cho trần ngày nay phúc hạnh duyên phần họ ngô tạo dựng tinh thần từ bi để gieo đạo hành quyền di để xây nền đạo đức cái cung ly mẫu hoa hoàng ngày nay xin nguyện lời vàng cầu cho cô được dựng an đời đời để cùng tôi với tân dụng cô ơi. Trọn lành nghĩa đạo giúp đời kỳ ba. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ cảm ơn cô Năm đã ngâm những bài thơ pháp để tặng cho tất cả 17 anh chị để hỗ trợ với cô Năm làm công việc thiện nguyện để giúp đỡ cho bà con trong cái mùa dịch khó khăn này thì một lần nữa kính chúc cho tất cả quý vị luôn luôn dồi dào sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Và xin cảm ơn cô Năm và kính chúc cho cô Năm luôn dồi dào sức khỏe. Dạ. Yeah. cô Năm cũng kính chúc thân dụng có sức khỏe và có đủ đều trí huệ để nương vào cái con đường bác ái từ bi luôn luôn minh sáng, để thấu duyên và thương bá tánh nhiều hơn. Thì cũng cùng với tất cả mạnh thường quân đem lòng bác ái của mình để đổi lấy những cái tình thương để trợ giúp những người khó khăn thì xin ơn trên cũng minh chứng cho tất cả các vị thực hiện với hạnh từ của mình để làm việc đạo bằng người thật việc thật nói thật làm thật và có thật là bởi vì giúp người bồ tát thì cứu khổ thì mình cũng cứu khổ thì mình cũng từ từ sẽ là bồ tát tương lai thì ban vui